cạnh quen là phù hợp và fit với nhau, tạo ra một cái nét hài hòa từ chiếc áo. Tiếp theo chúng ta có thể chuyển sang một cái mẫu khác mà chúng tôi đã làm cho rất là nhiều khách hàng, vì có thể tham khảo với nhiều mẫu khác nhau tùy vào cái sự lựa chọn của mình. Sau khi mà chúng tôi tiếp nhận những cái thông tin từ quý vị, đặc biệt là khi quý vị gọi tới số hotline Viber Zalo 0483 8819 thì chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin và sẵn sàng để chia sẻ và hướng dẫn các bạn. Dạ, xin chào bạn anh Quân nha. Chào chị, chào Quân Trần, chào channel, chào tất cả các bạn, quỳnh chào Liên Phương, chào Tú, chào 081, chào Viên, chào Sa Bông nha, chào Bánh Bẹp. Dạ, xin mến chào. Có mấy cái rất là hay, xin chào bạn Quán nha. Dạ, đây quý vị có thể thấy được là một chiếc áo với tôn áo mà là may rất là kỹ lưỡng nha. Đây quý vị có thể thấy được là cái đường line được thực hiện với một cái cái máy móc hiện đại nhất, đó là máy cách xa hai kim mà chúng tôi đang có sẵn để mà thực hiện cái phần này. Mà máy móc tôn áo thì quý vị có thể thấy rằng tôn áo thấm mồ hôi và có thể cũng chịu cái mặt vào, cảm thấy rất là thoải mái. Và ở phía trước là chúng tôi thấy rằng với cái nẹp cổ với 15 cm và được làm hai nút như thế này, chúng ta có thể khi mà cài hoàn toàn rất là dễ dàng, tạo ra một không gian rất là sắc nét. Dạ, thân mến, trong chương trình tri ân quý khách hàng tháng 9 phải đặc biệt, chúng tôi hiện tại đang có sẵn những cái voucher, những cái phần quà hấp dẫn từ chương trình tặng TikTok, voucher up to 15% dành cho những vị khách hàng thân thiết và đặc biệt. Chúng ta đang đọc tục này, vì có thể nhận ngay những cái voucher tiếp tục discount 10% up cho những cái vào trong. Và chúng tôi tin tưởng và chắc chắn là quý vị sẽ cảm thấy an toàn hài lòng khi nhận những cái offer này, bởi vì chúng tôi có sự nghiên cứu và có nhiều kinh nghiệm để làm những cái thủ tục và những cái đặc sắc này sẽ tạo ra cho người bệnh một cái nét và phóng khoáng và tạo cho một cái tổng thể, một cái tinh thần cũng như là những cái áo thun hoàn toàn chất lượng và đẹp mắt. Và xin chào bạn Dương Sơn nha, chào Bình Nguyên, chào Thủy Tây, chào Tinh Linh, chào Vô, chào Lê Tới, chào Minh, chào Thu Hai, chào bạn Minh Trung nha, chào ông Cà Mau, chào Quán, chào. Cái thứ hai thì đang xem live được trong trực tiếp từ trên lúc 18:30 đến 19:30. Chúng tôi có một tiếng để có thể chia sẻ và trò chuyện với quý vị mà đồng thời tư vấn live trực tiếp trên sóng của Đồng Hương Nerva. Và chúng tôi hy vọng rằng những chiếc áo thun, những màu áo này sẽ dần tiếp cận và tiến đến quý vị để chúng tôi thấy được rằng là những cái sản phẩm mà chúng tôi sản xuất hàng loạt như này hoàn toàn là giá tài xưởng, đẹp mắt và chất lượng. Mình hãy an tâm về những cái thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ trong đường live trực tiếp. Và số live quý vị có thể phản hồi cái phần chăm sóc khách hàng miễn phí khi hay gọi nhờ chúng tôi qua số này 0483 8819 quý vị nhé. Và quý vị có thể truy cập vào ngôi nhà chung của chúng tôi nanofa.com để quý vị có thể xem xét những cái sản phẩm của chúng tôi được trên truyền hình bản này. Dạ, xin chào Đỗ Quỳnh Phạm nha. Đặc biệt là chất liệu các sổ của mình mà chỉ có thể dính ở phòng 7 chín cạnh. Vậy tại sao chúng ta còn nhận ra những số đồ đồng phục này với giá 7 xưởng và đơn hàng tặng nhất chỉ 10 áo thôi quý vị, và chúng ta có thể nhận từ 10 áo đến 100 áo, 1000 áo và đến 10 áo. Vì hãy liên lạc với chúng tôi hoặc số này 0483 8819 quý vị nha. Chúng tôi có thể nói lên những cái phần mà tiện ích, những cái thông tin mà những số đồ đồng phục này sẽ mang lại ở phần top 2. Đó là thông tin chiếc đồng phục dành cho các bộ nhân viên, đó là gì? Vâng, đó là cái hình ảnh mà tạo nên tinh thần đoàn kết giữa các bộ nhân viên với nhau. Tại sao? Và khi chúng ta đang làm cho một tập thể, chúng ta hoàn toàn là những người xa lạ, và khi mà vào trong doanh nghiệp thì chúng ta chưa biết văn hóa của công ty, của doanh nghiệp, của sở sản xuất, cơ sở như nào. Cho nên chúng ta phải học những quy định điều lệ, thậm chí là phải làm theo sự hướng dẫn của người quản lý để chúng ta có thể thực hiện công việc tốt. Đây chắc chắn chúng ta sẽ thấy thực tế từ chiếc áo thun này. Các chị thân mến, là đây là cái dụng phía trước đây với hai nút, và đặc biệt là để sử dụng phương pháp kéo lụa bóng dẻo nha các chị. Cái lụa bóng dẻo rất là kỹ thuật chiếc áo, và chúng ta sẽ làm đặc biệt là không có một chút tượng là cái ba đặc biệt là khi mà chúng ta giặt hoàn toàn là không tốt. Tôi cũng đã trao đổi trong cái buổi quay là trên những cái bài đăng được chia sẻ sẽ không có, tôi sẽ dùng 100%. Các chị thân mến, và được bảo hành trong vòng 6 tháng để đến 1 năm tùy vào cái chất liệu như các chị, tùy vào cái liệu chúng tôi quan tâm đến sự bảo hành của công ty. Các chị yên tâm, dù là sản phẩm không phải là đắt tiền so với những cái sản phẩm từ là điện máy hay là tủ lạnh hay là giặt, nhưng đối với sản phẩm về đồng phục chúng tôi vẫn có sự bảo hành. Nếu lỗi tại nhà sản xuất thì chúng tôi sẽ bồi một cái sản phẩm mới được tạo
100%, các chị đừng lo lắng nhé. Chúng tôi sẽ ship đến tận nơi và đặc biệt là bảo hành 6 đến 1 năm. Các chị sống hãy đến 1 năm ạ. À, phía sau này các chị thấy chưa? À, chị Top Queen, once order one buy, một đơn hàng thì thôi. Chỉ cần chi nhất 1.000 thôi thì giúp chúng ta một niềm vui. Chắc chắn như vậy. Hãy theo tôi, chúng ta phải bước đi từ những cái vấn chúng ta muốn đi xa thì chúng ta phải đi, và chúng ta hãy bước đi từ những bước đi nhỏ nhất. À, đó là cái gì? Đầu tiên, từ chi nhất miễn phí. Và đặc biệt là sản phẩm điện tử là một chiếc xe chứa đựng rất là nhiều sản phẩm như đó. Sự thương mại này cũng được có một cái ý niệm là lấy cái chi phí mà thuê để chi phí các bạn được chuyển trả, cho nên sẽ bao quát tất cả chứa đựng trong đó rất là nhiều. Đó là một cái thông điệp mà sẽ được bày tỏ rất riêng mang đến như thế. Chúng tôi hy vọng rằng là những chi phí đã xảy ra trực tiếp chúng ta sẽ lựa chọn cái màu sắc và ứng dụng trong quản lý để chúng ta có thể gửi gắm những cái khái niệm ý niệm cho sự tăng trưởng cho cái công việc của mình để nó phát triển hơn. Với sản phẩm điện tử rất vui, sẽ mang đến nhiều điều thú vị nhé. Các chị thấy không? Vì đây là cái là áo này, là áo. Tuy nhiên được làm rất là chỉnh chu. Với một cái máy cách size thì chúng tôi làm rất là nhanh chóng và rất là đẹp mắt, chỉnh chu và không bị đây. Tôi đã liệu là chúng tôi đi sẵn để các chị thấy xem. Và chúng tôi đã mặc cái áo với size S như thế này để các chị thấy xem. Với cái phong là giữ động mạnh, mai nhau. Chúng tôi xin gửi lời chào của quý vị nhé. Xin mời chúc cho vì là đang xem live trực tiếp vào buổi tối ngày 6/9 thì chị niềm vui và chào mừng năng lượng nha. Và chúng tôi đang làm những chiếc áo này với những con trai và con như chúng tôi đang làm đó là con siêu kích. Khi mà bạn trên những tờ giấy bạn có thể mặc một chiếc áo với con siêu kích là xanh là từ bên em thì các em đã có mặt đến 70-70 kg và 100-1m 64 cho đến 1m 67 để chúng ta có thể mặc cái áo này với con áo mặc rất là vừa vặn và cái số thái cái số bia mặc vào cảm giác là về mình quán và đặc biệt là thấm mồ hôi tuyệt đối. Thì tôi đang làm một cái con áo khác màu như thế này nhé.
chúng ta đang xem live tiếp được phát sóng trên kênh TikTok là 18:30 trên nền tảng TikTok và YouTube trên kênh Phát Triển. Tôi review những chiếc áo cung lục dành cho quý thầy cô trong một năm học mới 2023-2024 để chúng ta có thể đi single building, đi tham gia những cái chuyến công tác và thậm chí là chúng ta tham gia dành dạy chúng ta sẽ thực hiện các những chiếc quần áo cung này dành cho sinh hoạt lớp để chúng ta sẽ được gặp lại những điểm để cho tổ nhóm đội của mình là tổ quán tổ sinh của địa hay là tổ sinh và tổ địa lý tổ